Tiếp sau đây xin các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn đến từ ngoại tình Lai Khắc Chiến Thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là kỳ thủ giang hồ Lai Chính Đình. Trận đấu là trận cờ được diễn ra online trên Thiên Thiên Tượng Kỳ ngày 13 tháng 4 năm 2023 với mình đỏ đi tiên là kỳ thủ Lai Chính Đình. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức, và tiếp theo sau ván cờ cho tốt tiếng cửa hà đến từ bên đen, thì bên đỏ trong thế cờ ăn tốt lên thì mất mã, không ăn lên thì bị mất tốt trong hình cờ kém quân đã phải buông cờ xin thua.